Xin chào cả nhà. Hôm nay là sáng thứ 6, ngày 19 tháng 6 năm 2020. Hôm nay em đóng cái lô hàng 60 cây bông trang lá chung, giao cho anh Dũng ở chợ Công Sự, U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Em quay cái clip này lên để anh Dũng xem khi nào lô hàng về đến nơi và anh nhận thì cho em hay, để em chat tin nhắn. Đây là lô hàng em gửi đi, thì do mua số lượng nhiều thì em gửi tặng anh cây trang sen, cây trang sen màu đỏ. Còn lô hàng của anh thì gồm 50 cây trang lá chung màu đỏ với 10 cây trang lá chung màu vàng, là tổng cộng là 60 cây. Em xin cảm ơn anh Dũng ở chợ Công Sự, U Minh Thượng, Kiên Giang đã ủng hộ cái lô hàng 60 cây bông trang lá chung này bên em. Em chúc anh sức khỏe, vạn sự như ý. Chúc cả nhà Zalo, YouTube có ngày thứ 6 cuối tuần làm việc vui vẻ. Chào cả nhà và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.